Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã ghi nhận biết bao tấm gương của các anh hùng hào kiệt đã đứng lên đấu tranh mạnh mẽ, phản kháng lại sự xâm lược, bảo vệ đất nước. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là giai đoạn nổi lên nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều phong trào đấu tranh tự phát chống thực dân Pháp. Nổi bật là cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, gắn liền với tên tuổi của anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân kéo dài suốt 30 năm, từ năm 1884 đến năm 1931. Cuộc khởi nghĩa được đánh giá là phong trào yêu nước lớn nhất, rộng nhất, kéo dài nhất và ảnh hưởng sâu sắc nhất trong đời sống xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang không chỉ ở trong nước mà còn cả trên trường quốc tế và vang vọng mãi về sau. Hoàng Hoa Thám, tên thật là Trương Văn Thám, quê ở làng Dị Chiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Tuổi thơ của ông gắn liền với cảnh nghèo khó, phải đi làm nhiều nghề để kiếm sống. Sinh ra trong bối cảnh đất nước có nhiều cuộc khởi nghĩa, Hoàng Hoa Thám đã trở thành một chiến binh, một thủ lĩnh quân sự thực thụ. Ông đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Năm 15 tuổi, năm 1873, ông có mặt trong cuộc khởi nghĩa đại trận. Năm 1882, khi Pháp tiến đánh Bắc Kỳ, Hoàng Hoa Thám cùng cha nuôi là Thân Văn Phức, tức Bá Phức, rời bỏ quê hương, lên Hữu Lũng, đầu quân dưới trướng Cai Kinh. Ông mang họ Hoàng từ đấy. Sau đó, Hoàng Hoa Thám và Bá Phức về Yên Thế đầu quân cho Đề Nắm. Nghĩa quân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đề Nắm, Đề Thám, Bá Phức đã lập nên những chiến thắng vang dội. Sau cái chết của Đề Nắm vào tháng 4 năm 1892, Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh cao nhất của phong trào Yên Thế với biệt danh Hùng Thiêm Yên Thế. Ở cái vùng rừng núi Yên Thế, hiện nay thì cách thành phố Bắc Giang có vài chục cây thôi, nhưng mà ở cái thời điểm của Hoàng Hoa Thám thì nó là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vừa phía Bắc Giang vừa tiếp giáp với vùng Thái Nguyên, cho nên cái địa thế hiểm yếu với những cái cánh rừng như thế thì nó rất là phù hợp với cái chiến tranh du kích. Rừng gọi là che các cái nghĩa quân và tạo nên những cái bí mật bất ngờ trong cái việc đánh lại quân Pháp, trong việc phục kích, đồng thời cũng đánh nhanh, rút nhanh. Đền này là cái đền thờ của cụ. Và ba cái chữ đấy là địa trung tiên, tức là giữa trời và đất. Tiên Phật là cụ thường là cái nơi này để chiêu nạp nghĩa quân, chiêu mộ anh tài. Và hai nữa là trước khi đi đánh trận, cụ thường cắt máu, uống rượu, ăn thờ tại đây. Trước khi đi đánh Tây là quyết phải thắng. Sau khi trở về thì cụ cũng là tế cờ khao quân, hay là các những anh hùng là giỏi hay là những người đã tử sĩ thì là cụ làm lễ hết. Đây, thế cho nên là nhân dân tôi mới cụ đặt cái đền thờ này. Ngay trong những năm tháng diễn ra cuộc khởi nghĩa, thực dân Pháp đã rất vất vả dùng mọi thủ đoạn hòng dập tắt phong trào mà không được. Nhưng chúng vẫn phải thừa nhận, Hoàng Hoa Thám và các tướng lĩnh nghĩa quân Yên Thế đã rất tài giỏi, khôn khéo, linh hoạt, đánh lại chúng bằng mọi cách và làm nên chiến công vang dội ở các làng xã, đồn lũy trong núi rừng Yên Thế. Trong gần 30 năm lãnh đạo khởi nghĩa, Hoàng Hoa Thám đã tổ chức nhiều trận đánh, tiêu biểu là Luộc Hạ, Cao Thượng tháng 10 năm 1890, Thung Lũng Hố Chuối tháng 12 năm 1890, Đồng Hòm tháng 2 năm 1892, trực tiếp đương đầu với nhiều tướng lĩnh của Pháp. Trận đánh đồn Phồn Xương 1893-1897, sau khi thất bại trong việc dập tắt phong trào Yên Thế, vào tháng 10 năm 1894, Pháp buộc phải thực hiện giảng hòa.
cắt nhượng cho nghĩa quân hoạt động trong 4 tổng thuộc Yên Thế. Không thành công trong việc đàn áp phong trào, Pháp tiếp tục bao vây, truy đuổi và tiêu diệt lực lượng của Kỳ Đồng đang khai thác đồn điền ở Yên Thế để làm cho nghĩa quân mất chỗ dựa về cả vật chất và tinh thần. Điều này buộc Hoàng Hoa Thám phải chấp nhận cuộc giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897. Trận đánh Yên Thế, giai đoạn từ năm 1909 đến năm 1913. Trong hơn 10 năm hỏa hoãn, từ tháng 12 năm 1897 đến ngày 29 tháng 1 năm 1909, nghĩa quân Yên Thế đã trải qua những giai đoạn phát triển mới. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế tồn tại ngót 30 năm, 1884-1913, đã tiêu diệt hàng trăm sĩ quan Pháp và trên 48.000 lượt lính các loại cùng nhiều phương tiện chiến tranh, vũ khí. Trong những cái giai đoạn Hoàng Hoa Thám ấy, thì có nhiều cái cuộc nghị hòa với Pháp. Và mỗi cái cuộc nghị hòa giữa cái đánh và đàm, giữa cái đàm phán và đánh, thì cái đánh trận đấy nó quyết định cái việc đàm. Và trong cái trận, cái cuộc gọi là giảng hòa năm 1894, thì ngay sau đó thì Pháp bội ước. Cái chuyện bội ước là cái chuyện đương nhiên của những cái thủ thuật trong các cái cuộc chiến tranh. Thế thì Pháp bội ước và diễn ra những cái trận đánh ở Cao Thượng Hố Chuối, thì nó tạo nên những cái trận đánh rất là quyết liệt. Và nghĩa quân Hoàng Hoa Thám có thể nói bằng cái vũ khí thô sơ, nhưng mà với cái chiến tranh du kích chớp nhoáng thì cũng đã giành được những cái chiến thắng nhất định. Bước sang thế kỷ 20, tên tuổi và danh tiếng của Đề Thám đã thực sự trở thành mối lo lớn đối với nhà cầm quyền Pháp. Đây chính là thời điểm mà Đề Thám và Bộ Chỉ huy Nghĩa quân mở rộng tầm nhìn, bắt đầu chăm lo việc gây dựng và mở rộng cơ sở về vùng xuôi, liên kết với các phong trào tổ chức tuyên truyền và tập hợp dân chúng. Phồn Xương đã trở thành trung tâm hội tụ nhiều xu hướng và phong trào yêu nước. Việc mà phát triển cái sức mạnh nội tại của Nghĩa quân cũng như là tạo cái thế liên kết với những cái lực lượng khác, thì đây là những cái gọi là cái vấn đề nó đặt ra cái vai trò của vị chủ tướng đấy. Mà trong cái hoàn cảnh gần như là cả nước chỉ còn những cái cuộc khởi nghĩa hết sức là lẻ tẻ hay là những cái hoạt động chống đối, mà nó lại là mang tính chất giao tiếp, cái giao thoa, khi mà cái ngọn cờ gọi là cần vương đấy, đã giảm xuống rồi, phát triển những cái phong trào đông du đấy, rồi thì mà trong suốt 30 năm đấy, Hoàng Hoa Thám vẫn giữ được một cái vị thế nhất định. Ngày 10 tháng 2 năm 1913, Hoàng Hoa Thám bị giặc sát hại. Cuộc khởi nghĩa tuy bị dập tắt, song đã để lại một trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam, đặc biệt là về chiến tranh du kích, về xây dựng lực lượng, căn cứ làng xã chiến đấu liên hoàn trên một địa bàn rộng khắp. Không chỉ là một vị tướng tài ba, Hoàng Hoa Thám còn là một người có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Ông luôn coi trọng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong những trận đánh, ông luôn căn dặn nghĩa quân phải tránh gây thiệt hại cho dân lành. Ông cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nghĩa quân, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho phong trào. Nơi đây là chiếc cụ cùng mở hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thế cho nên là cái nơi này là chúng tôi vẫn giữ được cái truyền thống như thế. Thì cứ hàng năm là đến cái ngày 15-16 tháng 3 là chúng tôi mở hội. Đấy, bởi vì là Đảng đã lưu truyền rồi thì là nhân dân tôi cứ giữ như thế. Năm nay thì được cái là tròn 140 năm cuộc khởi nghĩa, cho nên năm nay hội thì cũng mở là rộng. Hai nữa là đã xây được cái đền thờ của cụ ở trên kia, là đền mới. Trải qua 140 năm, người dân Bắc Giang nói riêng và người dân Việt Nam nói chung luôn ghi nhớ công lao của anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám.
Chính vì thế mà cùng với sự giữ gìn và tu bổ của chính quyền và nhân dân Bắc Giang ngày nay vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích, di tích quý báu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Hiện khu di tích khởi nghĩa Yên Thế gồm 23 điểm di tích trải rộng trên địa bàn 4 huyện Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong đó phải kể đến khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, huyện Yên Thế, công trình có sự kết nối hài hòa với hệ thống các di tích, cảnh quan đã làm tôn thêm ý nghĩa và giá trị quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại trung tâm đại bản doanh của khởi nghĩa Yên Thế. Đền thờ Hoàng Hoa Thám và các hạng mục trong quần thể là một tập hợp những công trình tâm linh, văn hóa nhằm tôn vinh những đóng góp cống hiến của người anh hùng áo vải. Những thành tựu ông để lại sẽ còn mãi trong trang sử vàng của dân tộc và còn mãi với thời gian luôn được trân trọng và kế thừa. Có thể nói là cái sự nghiệp, một cái cuộc đời mà tồn tại đến 30 năm, 30 năm giữ núi rừng, danh ông Đề Thám vang lừng trời Nam, thì có thể thấy đấy là một cái điều rất đặc biệt trong cái hoàn cảnh, cái lực lượng của Pháp rất mạnh. Thì đấy là cái những cái vấn đề mà nó cho thấy cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu và cái cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám có một cái vị trí rất quan trọng trong cái lịch sử cận đại. Trải qua thời gian, lớp lớp hậu thế hôm nay vẫn nhớ anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, một nhà quân sự tài giỏi, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm. Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có ngôi trường mang tên danh nhân địa phương, trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Ngôi trường điểm có bề dày truyền thống trong dạy và học. Niềm tự hào về danh nhân quê hương đã trở thành động lực là kim chỉ nam cho thầy và trò trong nhà trường rèn đức luyện tài, phấn đấu trở thành cái nôi ươm mầm ra nhiều nhân tài, đóng góp vào công cuộc xây dựng cho quê hương, đất nước. Cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo là cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong thời kỳ chống Pháp, cũng là minh chứng cho người nông dân là yêu nước, minh chứng cho cái sức tiềm tàng của người nông dân Yên Thế nói riêng và nông dân của cả nước nói chung về tinh thần bất khuất tự tin dân tộc. Nói về cái tinh thần đấu tranh của nhân dân Yên Thế trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế thì có câu ca đó là đất này là đất cụ Đề, tây lên thì có, tây về thì không. Hoặc nói về cái chiều dài của cuộc khởi nghĩa Yên Thế có câu đó là 35 khắp núi rừng, danh ông Đề Thám vang lừng trời Nam. Qua cái cuộc khởi nghĩa này thì đã thể hiện cái tinh thần yêu nước của các giai cấp tầng lớp cũng như là dân tộc Việt Nam ta nói chung, thế và của quê hương Yên Thế. Và để ghi nhớ cái công lao của các vị anh hùng dân tộc và đặc biệt là của vị anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám thì nhân dân Yên Thế nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã có rất nhiều các cái việc làm để ghi nhớ, ví dụ như là xây dựng khu di tích, lập đền thờ, thế rồi thì các trường học mang tên, các khu phố mang tên và những con đường mang tên. Hoàng Hoa Thám được đánh giá là một nhà quân sự kiệt xuất, một bậc thầy về chiến thuật đánh du kích. Nhờ tư tưởng xuyên suốt là đề cao độc lập dân tộc, Hoàng Hoa Thám đã góp phần quan trọng làm chuyển hóa phong trào nông dân Yên Thế mang tính tự phát thành phong trào giải phóng dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam tham gia vào sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo kéo dài gần 30 năm tuy thất bại, nhưng khí phách của Hoàng Hoa Thám, tinh thần chiến đấu của nghĩa quân vẫn ghi đậm trong trang sử vàng của dân tộc. Hoàng Hoa Thám xứng đáng với danh hiệu anh hùng dân tộc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.